chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán và nhà của các chủ đầu tư gửi bán có cái giá bán chỉ từ 600 triệu đồng và diện tích trên sổ đỏ từ 30 mét vuông trở lên. Tất cả các dự án của bên em đều đã có sổ đỏ đầy đủ và những giấy tờ pháp lý hợp lý. Có bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái dự án mới của bên em. Dự án này nằm ở vị trí tổ 9, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và có cái giá chào bán chỉ từ 1,4 tỷ đồng thôi. Thì hôm nay em đang đứng trước vị trí của một cái căn nhà này với cái diện tích là 30 mét vuông và xây dựng là 4 tầng và có giá chào bán là 1 tỷ 400 triệu đồng. Thì mọi người có thể quan sát giùm em, hiện tại em đang đứng trước vị trí cửa chính của ngôi nhà đây. Mặt tiền của cái căn nhà này là hơn 4 mét và đây là phía cửa chính của căn nhà. Mọi người có thể quan sát nè. Ngoài cái cửa chính của cái căn nhà này thì có một cái cửa sổ phụ đây ạ, để lấy ánh sáng cũng như không khí vào nhà. Thì là đều là gồm bằng hai lớp, lớp ngoài là lớp kính và bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Còn cửa chính của ngôi nhà thì lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính, rất là an toàn và chắc chắn nha. Đó, tiếp theo mời mọi người vào phía phòng khách của ngôi nhà giùm em. Đây, phòng khách của ngôi nhà đây, tất cả các hiện thiết bị trần thạch cao cũng như là sơn và thiết bị lắp đèn led đều được bên em trang trí đầy đủ hết rồi. Tiếp theo mời mọi người đi vào phía căn phòng bếp nhé. Đây, phòng bếp của cái ngôi nhà này đây. Phòng bếp đây được thiết kế là làm bằng gỗ lim Nam Phi, rất là hợp lý. Đây là có hệ thống chậu rửa và vòi rửa được làm bằng inox 304. Mọi người có thể ngắm qua cái tủ bếp một chút ạ. Đó, rất là chắc chắn, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng nhé. Ở dưới, phía dưới tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 2 của căn nhà cùng em nhé. Cái tầng 2 của căn nhà được thiết kế là một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Xin mời mọi người. Rất là rộng, rất là thoáng với cái diện tích 30m mà thiết kế một tầng một phòng ngủ, rất là rộng rãi. Đây, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Mọi người có thể nhìn thấy cái khung cảnh ở phía trước, rất nhiều nhà cao tầng đang xây dựng cũng như là có cây xanh. Tất cả cái ở trên tầng 2 này cũng có hệ thống đèn led trần thạch cao đầy đủ lắp đặt rồi. Có hệ thống ống chờ điều hòa, dây chờ điều hòa ở đây. Mọi người có thể quan sát đi ạ. Nhà vệ sinh ở tầng 2 có một nhà vệ sinh. Đây, mọi người có thể nhìn sơ qua một chút nhé. Đầy đủ thiết bị vệ sinh, hệ thống sen vòi, vòi chậu cũng như là gương. Mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái ngôi nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 vậy, cũng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Đây là phía tầng 3 của ngôi nhà. Cũng được trang bị thiết kế đầy đủ như tương tự như tầng 2. Đó. Vị trí của cái căn nhà này ở xung quanh rất là nhiều tiện ích. Cái vị trí căn nhà này cách bến xe Yên Nghĩa chỉ 2 km và xung quanh đầy đủ chợ, đường, phường, trạm. Đầy đủ hết mọi người nhé, trong phạm vi bán kính 1 km quay đầu thôi ạ. Xin mời mọi người lên tầng 4 cùng em. Tầng 4 của cái căn nhà này gồm một phòng thờ và một sân phơi, rất là rộng. Đó, tất cả các phòng đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong cái căn phòng này. Và giá thì rất là rẻ, hợp lý ạ.
giá của cái căn nhà này chỉ 1 tỷ 400 triệu thôi, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Có nghĩa là nếu như cái căn nhà này thì chỉ cần khoảng tầm 6 đến 700 triệu là mọi người có thể dọn đồ về ở rồi. Phần còn lại thì là ngân hàng sẽ hỗ trợ cho mình nhá. Đây chính là phía sân phơi của căn nhà đây ạ. Mọi người có thể ngắm luôn một chút nhá. Phía trong này là để máy giặt nha mọi người. Đó. Em xin nhắc lại một chút về cái vị trí căn nhà này là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội và có giá chào bán là 1 tỷ 400 triệu đồng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hoặc là hẹn lịch đi xem nhà thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh giúp em để có thể nhận được thêm nhiều thông tin bất động sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.